Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 10 tháng 10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục với phần bào chữa của luật sư. Theo đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công ty cổ phần Tân Thành Long An và bà Võ Thị Kim Khoa, người liên quan trong vụ án cho biết, giữa bà Khoa và các đơn vị của bà Trương Mỹ Lan ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát, dự án Việt Phát do công ty Tân Thành Long An làm chủ đầu tư. Sau khi hai bên ký kết thỏa thuận khung để chuyển nhượng dự án này là 30.000 tỷ đồng, thì bà Khoa đã tiến hành các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty Tân Thành Long An sang tên mình và tiến hành các hoạt động để triển khai dự án. Thế nhưng, sau khi tiếp quản công ty Tân Thành Long An chưa đầy một tháng, thì vụ án Vạn Thịnh Phát xảy ra và Bộ Công an tiến hành ngăn chặn phong tỏa dự án này, khiến từ đó đến nay không được triển khai, gây ra thiệt hại rất lớn. Theo luật sư, giao dịch chuyển nhượng dự án này là hợp pháp và bà Khoa đã thanh toán cho công ty Tân Thành Long An hơn 1.700 tỷ. Dự án Việt Phát được chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai theo đúng quy định của pháp luật, nên luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét để bà Khoa tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển nhượng này và đề nghị gỡ bỏ các lệnh ngăn chặn phong tỏa để dự án tiếp tục được triển khai. Luật sư cũng cho biết nếu bà Trương Mỹ Lan cử đại diện làm việc với công ty Tân Thành Long An để chốt lại các khoản nghĩa vụ tài chính, thì lúc đó phía công ty sẽ hoàn trả để bà Lan khắc phục hậu quả của vụ án. Sau phần trình bày của luật sư, chủ tọa phiên tòa cho bà Trương Mỹ Lan trình bày quan điểm liên quan đến dự án này. Trong đó, bà Lan cho biết hiện nay công ty Tân Thành Long An còn đang giữ số tiền 2.500 tỷ đồng và nghĩa vụ còn tồn đọng cần phải thực hiện. Do đó, bị cáo đề nghị thu hồi số tiền này để sử dụng khắc phục hậu quả của vụ án. Liên quan đến dự án Tứ Giác Bến Thành, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tập đoàn Biteco cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra kiến nghị thu hồi hơn 15.000 tỷ đồng mà tập đoàn Biteco đã nhận từ đối tác của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, theo luật sư, tập đoàn Biteco nhận hơn 15.000 tỷ đồng là phát sinh từ việc chuyển nhượng dự án Tứ Giác Bến Thành do Biteco làm chủ đầu tư, dự án được phê duyệt và triển khai đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đại diện hai bên tập đoàn Biteco và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thống nhất thỏa thuận chuyển nhượng dự án này với giá 22.000 tỷ đồng. Việc nhận tiền là có thật, ngay tình và hợp lý. Hơn nữa, dòng tiền mà tập đoàn Biteco không xuất phát từ ngân hàng SCB hay từ việc phát hành trái phiếu của 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát. Từ đó, luật sư của tập đoàn Biteco kiến nghị không thu hồi số tiền trên, công nhận giao dịch chuyển nhượng là hợp pháp. Luật sư cũng cho biết hiện số tiền trên đã hòa vào dòng tiền để phát triển kinh doanh cho cả tập đoàn. Một số tài sản của tập đoàn Biteco và các công ty trong hệ thống đang bị phong tỏa, kê biên, ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh, nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét gỡ bỏ phong tỏa kê biên. Công an thành phố Hà Nội thông tin, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Đội phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, đội 3, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc thông qua việc livestream trò chơi điện tử League of Legends, Liên minh huyền thoại, chế độ chơi Teamfight Tactics trên mạng xã hội YouTube. Trước đó, sau thời gian dài kiên trì xác minh, theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25 tháng 9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai triển khai đồng loạt 9 tổ công tác, tổ chức đấu tranh triệt phá, tiến hành triệu tập khám xét đối với đối tượng Đặng Mạnh Cường, sinh năm 1997, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, cùng 11 đối tượng, trong đó 7 đối tượng tại Hà Nội, 3 đối tượng tại Đồng Nai, 1 đối tượng tại Bình Phước. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo điều tra, cuối tháng 11 năm 2018, Đặng Mạnh Cường thiết lập kênh trên mạng xã hội YouTube có nội dung chia sẻ các video chơi game để kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo và donate người chơi ủng hộ. Quá trình vận hành kênh YouTube trên, có nhiều người xem đề nghị Cường tổ chức cá cược trong các phiên live và Cường đã đồng ý. Theo cơ quan công an, thông thường, một ngày Cường livestream 2 lần, sáng từ khoảng 8:30 đến 15 giờ chiều, khoảng 10 trận thi đấu.
chiều từ 17 giờ đến 20 giờ 30 phút khoảng 7 trận thi đấu. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 14 tháng 5 năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng chuyển vào rút ra để tham gia đánh bạc là khoảng 70 tỷ đồng với khoảng 65.000 giao dịch đặt cược cá độ của khoảng 1.000 đối tượng tham gia. Số tiền các đối tượng được hưởng lợi qua việc tổ chức đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng. Căn cứ kết quả đấu tranh, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc cá bạc theo quy định tại Điều 321, 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hành vi của các đối tượng gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng. Cùng quận 7 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động xin chủ trương chấp thuận đầu tư dự án. Nhóm đối tượng này chủ động tìm kiếm thông tin và tiếp cận chủ sở hữu các thửa đất lớn tại các vị trí đắc địa trên địa bàn thành phố để đặt vấn đề sẽ xin được chủ trương chấp thuận đầu tư dự án theo đúng nguyện vọng của chủ sở hữu. Nắm được việc một số lô đất lớn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố, Văn và Khoa mặc dù chỉ là những kiến trúc sư không có điều kiện khả năng để xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có khả năng thực hiện để nhận của ông MVH 49 tuổi, trú ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, số tiền 3,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Văn và Khoa không hề thực hiện bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc xin chủ trương chấp thuận đầu tư dự án, mà sử dụng hết vào việc tiêu xài trả nợ cá nhân. Thông qua vụ việc này, cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để không bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ, tránh việc bị tiền mất tật mang. Việc quyết định chủ trương đầu tư dự án, cấp giấy phép xây dựng cho dự án là thẩm quyền của các cơ quan nhà nước dựa trên cơ sở quy hoạch về xây dựng, quy hoạch về sử dụng đất, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Vì vậy, không có cá nhân nào có thể quyết định được việc này. Gần đây, một loại ma túy mới mang tên nước vui đã xuất hiện tại nhiều địa phương, gây lo ngại về sức khỏe và an toàn cho giới trẻ. Loại ma túy này được đóng thành gói bột nhỏ, có thể hòa tan vào nước, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh và loạn thần. Đặc biệt, nếu sử dụng quá liều, nó có thể đe dọa đến tính mạng. Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện một vụ vận chuyển lớn nước vui cùng 6 kg ma túy do đối tượng Trần Phước Dương thực hiện. Dương cho biết, em xuống Quảng Ngãi tìm việc làm, nên người quen ở thành phố giới thiệu em vận chuyển cái này để có tiền. Một trong những điểm nguy hiểm của nước vui là nó dễ hòa tan vào nước, khiến các đối tượng xấu có thể pha trộn vào nước giải khát và tiêu thụ tại trường học, khu vui chơi, giải trí. Loại ma túy này tác động trực tiếp lên não bộ, làm giảm khả năng nhận thức và mất kiểm soát hành vi, từ đó dẫn đến những hành động nguy hiểm cho cả bản thân và xã hội. Trung tá Vũ Thanh Hùng, đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo, ma túy nước vui là ma túy tổng hợp gây nguy hại về cơ thể thanh thiếu niên và học sinh. Giới trẻ đang trong độ tuổi đua đòi, tò mò, thích thể hiện, khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường, các ban ngành, hội, đoàn thể phối hợp với cơ quan công an để tập trung đấu tranh ngăn ngừa giới trẻ khi xâm nhập ma túy này. Cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm đến các biểu hiện tâm sinh lý của con em mình để có thể sớm phát hiện và ngăn chặn khi các cháu sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống có chất kích thích không rõ nguồn gốc. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.